bấy giờ bồ tát phổ hiền nói với bồ tát phổ nhãn rằng lành thay phật tử như lời ngài hỏi nếu đại bồ tát này đồng với tất cả chư phật tại sao chẳng gọi là Phật, cho đến không thể xả bỏ Bồ Tát Đạo. Phật tử Đại Bồ Tát này đã tu tập đủ thứ hạnh nguyện của tất cả Bồ Tát đời quá khứ vị lai hiện tại vào cảnh giới trí huệ, tức gọi là Phật. Ở chỗ như lai tu hạnh Bồ Tát không có ngừng nghỉ gọi là Bồ Tát. Các lực của như lai thảy đều đã vào, tức gọi là thập lực. Tuy thành mười lực, thực hành hạnh phổ hiền mà không ngừng nghỉ gọi là bồ tát biết tất cả pháp mà hay diễn nói gọi là nhất thiết trí tuy hay diễn nói tất cả các pháp nơi mỗi mỗi pháp tư duy khéo léo chưa từng ngừng nghỉ gọi là bồ tát biết tất cả pháp không có hai tướng tức gọi là ngộ tất cả pháp nơi đạo tất cả các pháp sai biệt hai mà chẳng hai, khéo léo quán sát, chuyển chuyển tăng thắng, không có ngừng nghỉ, gọi là Bồ Tát, đã thấy rõ cảnh giới phổ nhãn, gọi là phổ nhãn, tuy chứng được cảnh giới phổ nhãn, niệm niệm tăng trưởng, chưa từng ngừng nghỉ, gọi là Bồ Tát, nơi tất cả Pháp thảy đều chiếu rõ, lìa các ám chướng, gọi là thấy vô ngại, bậc thấy vô ngại, thường siêng nghĩ nhớ, gọi là Bồ Tát đã được mắt trí huệ của chư phật tức gọi là giác ngộ tất cả pháp quán các như lai tránh giác trí nhãn mà chẳng phóng giật gọi là bồ tát trụ chỗ Phật trụ với Phật không hai gọi là bậc trụ với Phật không hai, được Phật nhiếp thọ tu các trí huệ gọi là Bồ Tát, thường quán tất cả thế gian thật tế, tức gọi là bậc trụ thật tế, tuy thường quán sát các pháp thật tế mà không chứng nhập cũng không xả lìa gọi là Bồ Tát, chẳng đến chẳng đi, chẳng đồng chẳng khác. Sự phân biệt này thầy đều vĩnh viễn diệt trừ, tức gọi là bậc nghỉ ngơi nguyện tu tập rộng lớn viên mãn bất thối tức gọi là bậc chưa nghỉ ngơi nguyện phổ hiền biết rõ pháp giới không có bờ mé tất cả các pháp một tướng vô tướng tức gọi là rốt giáo pháp giới xả bồ tát đạo tuy biết pháp giới không có bờ mé mà biết đủ thứ tất cả tướng khác nhau khởi tâm đại bi độ các chúng sinh hết thủa vị lai không có mệt mỏi tức gọi là Bồ Tát Phổ Hiền. Phật tử ví như voi chúa Y La Bát Na ở núi Kim Hiếp trong hang Bảy Báu. Hang đó Chu Vi đều dùng Bảy Báu làm lan can, cây đa la báu thứ tự thẳng hàng, lưới la bằng vàng thật che phủ phía trên. Thân voi trắng khiết, giống như ngọc kha tuyết, phía trên dựng tràng bằng vàng, chuỗi bằng vàng, lưới báu trùm vòi, vinh báu thòng xuống thất chi thành tựu đầy đủ sáu ngà đoan tránh sung mãn người thấy rất vui thích điều thuận lương thiện tâm không trái nghịch nếu như trời đế thích sắp muốn đi du hành thì bấy giờ voi chúa liền biết ý của trời đế thích bèn từ hang báu ẩn hình đến trước đế thích trời đao lợi dùng sức thần thông biến hiện đủ thứ khiến cho thân nó hiện ra 32 đầu, trên mỗi đầu hóa hiện ra 7 ngà, mỗi cái ngà hóa làm 7 ao nước, trong mỗi ao nước có 7 hoa sen, trên mỗi hoa sen có 7 thẻ nữ, nhất thời đều tấu lên trong ngàn nhạc trời.